hài lòng chim. Đây là lồng chim bấy anh phải không? Em không biết. Bấy bấy chào màu hay bấy gì anh? Bấy chào màu. À, tất cả lồng này là lồng bấy chào màu hết. Không phải. À lồng này lồng bấy chim cua sao phải không? Chào màu hết à. Cầu gỗ thì mấy nghìn nữa chứ không phải là cầu gỗ. Bấy chào màu. Cái lồng này biết bao tiền nhỉ? Lồng chim bấy. Ở chợ này anh bán rất nhiều lồng chim, đủ các loại lồng chim luôn đấy nhỉ. Đây là cái lồng chào màu kia. Tiếp tục anh em đi tham quan vào trong khu chợ trong này. Khu vực này bán rất nhiều lồng chim đây. Đủ các loại lồng chim. Vâng. Cho cháu quay băng một tẹo nhá. Đấy. Đủ các loại lồng chim đây các bạn ơi. Đấy các bạn hỏi tôi là lồng chim ở chợ bán như nào thì hôm nay tiện có bác đây thì sẽ tham khảo lồng chim cho các bạn xem các bạn nhá. Bác cháu hỏi nhờ một chút giá của lồng chim bác nhá. Đây, đây là những là lồng chim gì đấy bác? Đây là lồng chào màu. Lồng chào màu ạ? À, đây quán lồng. Lồng lồng hoa mi à? Thế bác cho cháu hỏi là những cái lồng này bán giá cả như nào? Cái lồng này là 400. 400 cái lồng này. Cả áo cả cốc tất cả đầy đủ hết. Cả áo và cốc. Đầy đủ hết. Đầy đủ hết. À. Nó có nhiều loại chứ phải không bác? Nhiều loại lắm. Loại này 400, loại này như nào? Loại đấy thế. À loại thế, có loại nào rẻ hơn không? Hay đắt hơn không? Loại này là đắt hơn này. À loại đắt hơn. À 4 năm rưỡi. Là thật là 10.000. Còn là lồng mi thế nào bác? Lồng mi này, lồng mi nào? Đây, đây. 250 cả áo cả cốc. 250 à? 250 cả áo cả cốc. Bác có thể cho cháu cái số điện thoại vào đây được không? Để ai mua thì gọi điện cho bác ship cho họ để họ biết đâu. À số điện thoại á? Vâng. 03 03 57 57 29 29 26 99 99. À đấy các bạn nhá, thì đấy. Các bạn hỏi tôi là lồng chim ở chợ này bán như nào thì vừa hỏi qua bác rồi. Giá cả vậy như vậy. Và số điện thoại bác vừa cho đấy. Bạn nào thích mua lồng chim thì bạn cứ gọi số điện thoại đó thì bác sẽ ship cho. Vâng. Đấy ok nhá. Cảm ơn bác nhá. Vâng. Đấy. Rất nhiều lồng các bạn này. Đây vào trong này. Trong này là bán rất nhiều thức ăn cho chim. Đủ các loại thức ăn cho chim. Đấy, bên này như là nhiều lồng chim. Đấy, khu vực bên trong kia là họ đã đủ các loại lồng luôn. Cái này là lồng bấy gì đây nhỉ? Không chơi chim không biết ạ. Em chơi được khoảng tầm 15 ngày thì em về gắn lại phát nước thì nó chắc. $80.000 một cái lồng chim bấy. Đấy. Những lồng bấy này là 80.000 một cái. Lồng bấy trăm màu. Vừa hỏi là bao tiền anh? 80.000. 80.000 à? Bấy, bấy trăm màu ấy phải không? 80.000. Có thằng hỏi, có người hỏi là cái lồng ở đây bao tiền cho hỏi. 80.000 cái lồng chim bấy cho màu. Đấy. Đây lồng sắt rồi nhỉ. Lồng cho màu. Yeah.
xinh. Lớp bố rồi hơn mấy hai đẹp. Chiu 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 chiu. Con này rất là thuần, hot rất hay. Liên tục mà. Dàn trà màu. Bên này là dàn chim bán đắt hơn đợt kia ông kia mua. Đấy, nên là ông kia mà không mua, ông kia mua chim rẻ thôi. Hôm nay con này hơn 100, 200 không mà. Toàn là con 100, dưới 200. Ở đây là những con đẹp. Những kia là những con mộc bắt về thôi. Cái này là con nó nuôi lâu rồi, đẹp hơn. Chim đắt. Chiếu là hơn. Chẳng còn đắt. Con này ngon này, này con này cũng đẹp này, con này bên này, con này chứ ra chợ đông nghề mà nó vẫn hot được là nó thuần lắm rồi, rồi màu cổng rất lên này, đẹp chắc đắt, con này đắt chắc chắn là đắt rồi, nó thuần quá, năm hot rồi như này nó quá thuần, nuôi như con này nó mới líu lo người nuôi hot mới sướng này. Kiếu bên kia rộng. Con kiếu cũng thuần không ạ? Đấy thật. Những con này đều là nuôi lâu hết rồi. À. Những con đẹp đây phải có người nào sành chơi mới chơi được không? Rồi. Nhiều tiền. To đẹp. Dàn tàu màu mới thì 2 lít một con. Đấy. 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 Đấ